vì sao mối thù giữa Tô Đại và phe Nghệ Tĩnh là một mất một còn, không khoan nhượng. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 vào tháng 5 năm 2024, ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đã được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và được cử giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Trong bài viết biến động nhân sự cấp cao ở Trung ương đăng trên tờ báo Tiếng Dân vào ngày 6 tháng 6, phần nói về ông Lê Minh Hưng và tác giả Nông Văn Tiềm cho biết Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lê Minh Hưng cùng một phe và là phe mạnh nhất hiện nay, tạm gọi là phe thắng cuộc. Hưng quê Hà Tĩnh nhưng từ lâu là người của phe công an. Hưng là con trai Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công an giai đoạn 1996 đến năm 2002. Vẫn theo tác giả Nông Văn Tiềm, Lê Minh Hưng có hai anh trai đều là tướng công an và cả hai anh trai của Hưng đều nhớ ơn Tô Lâm nâng đỡ đưa lên. Vì vậy từ lâu Hưng là người của phe thắng cuộc. Được biết, ông Lê Minh Hưng, 54 tuổi, là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12-13, là đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và từng là thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Trước khi tòa án tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát, đài BBC dẫn lời một nhà quan sát chính trị từ Việt Nam cho rằng tôi nghĩ ông Lê Minh Hưng nên có trách nhiệm vì không ngăn chặn được vấn đề dù không phải là người mở màn cho sai phạm, nhưng tôi chắc rằng ông ấy phải nhận thấy vấn đề và lẽ ra phải ngăn chặn nó rồi. Sau khi hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB với bản án tử hình cho bà trùm Trương Mỹ Lan, trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng ông Hưng đang nóng đít và Tổng Trọng cũng sẽ không được yên. Việc ông Hưng không bị xử lý về các sai phạm liên quan đến vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB chắc chắn còn là do được sự bao che của lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Bộ Chính trị cho đến nay. Vì vậy, ông Hưng vẫn an toàn. Mặc dù vậy, theo giới quan sát, trong bối cảnh hiện nay, khi mục tiêu cao nhất của Tô Lâm là xóa sổ phe Nghệ Tĩnh, thì xuất hiện những dấu hiệu bất thường với ông Lê Minh Hưng cũng như các nhân vật hàng đầu của phe Nghệ Tĩnh đang gặp phải. Tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công an Trung ương. Đây cũng là lễ bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang diễn ra vào ngày 11 tháng 6 vừa qua. Đây là một buổi lễ có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị, vì với đặc thù của chính trị Việt Nam, hai chức danh Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là hai vị trí nắm giữ nhiều quyền lực. Vậy mà không hiểu sao buổi lễ này lại vắng mặt ba lãnh đạo rất quan trọng của ban đảng, mà lẽ ra các ông phải có mặt, đó là ông Lê Minh Hưng, trưởng ban tổ chức Trung ương, Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương. Thay vào đó, người ta công bố quyết định nêu trên của Bộ Chính trị là phó trưởng ban tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang. Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường thay mặt cho Tổng Trọng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lương Tam Quang trên cương vị và nhiệm vụ mới. Theo giới quan sát, Tổng Trọng vắng mặt có thể viện dẫn lý do sức khỏe, nhưng sự vắng mặt đồng thời của cả ba nhân vật đứng đầu các cơ quan tổ chức kiểm tra và nội chính Trung ương là điều hết sức khó hiểu. Hơn nữa, tân Bộ trưởng Lương Tam Quang dĩ nhiên trở thành nhân vật thành viên mới của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và sẽ có những phối hợp trong công tác với hai ông Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc. Cả ba ông Lê Minh Hưng, Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc đều là người Nghệ Tĩnh, bao gồm Nghệ An và Hà Tĩnh, là cái nôi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, ông Trạc và ông Tú từng là ứng viên cho vị trí tân Bộ trưởng Bộ Công an. Những mối thù ở kể trên cho thấy có thể thấy rằng giữa phe Nghệ Tĩnh và phe Tô Lâm đã có những khúc mắc đến một mất một còn, không thể khoan nhượng. Cũng xin nhắc lại một chuyến thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Nghệ An đến Quảng Châu, Trung Quốc. Đột nhiên, tàu Hải Dương 26 của Trung Quốc cũng xuất hiện, khảo sát trái phép trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo giới quan sát, dường như đó chỉ là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang lên dây cót tinh thần cho những thế lực nào đó trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để mà hù dọa và gây sức ép. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao mối thù giữa Tô Lâm và phe Nghệ Tĩnh là một mất một còn, không khoan nhượng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tương lai, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng sẽ ra sao? Liệu có được Tô Lâm ưu ái hay không? Giới quan sát đánh giá cao vai trò của Bộ Công an trong công cuộc đốt lò dưới sự lãnh đạo của ông Bộ trưởng Tô Lâm. Bởi ông Tô Lâm đã dám động đến một vụ án vô cùng lớn và phức tạp, đó là vụ án Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan. Đây là một tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia, có sự thao túng của các thế lực kinh tế cũng như chính trị từ nước ngoài. Bà Lan cũng đã cấu kết chặt chẽ với các thế lực cũng như nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để tiến hành các hoạt động tài chính phi pháp và hưởng lợi bất chính rất lớn. Đây cũng chính là lý do khiến ông Tổng Trọng buộc phải án binh bất động, không dám xử lý trong một thời gian rất dài. Theo hồ sơ vụ án, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng SCB làm công cụ để tiến hành các hoạt động kinh doanh trái phép, mang tính chất lừa đảo, lấy tiền của người sau, trả cho người trước. Ngoài ra, nhóm tội phạm này còn tiến hành các hoạt động tài chính trái pháp luật như phát hành trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, vận chuyển tới 4,5 tỷ đô la qua biên giới. Những hoạt động này đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và nhà nước. Nghiêm trọng hơn, bà trùm Trương Mỹ Lan cũng có một số doanh nghiệp có máu mặt do các quan chức cấp cao chống lưng như công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC, Tân Hoàn Minh v.v. đã mua chuộc, hối lộ một cách có hệ thống các quan chức lãnh đạo, không chỉ ở ngân hàng nhà nước mà cả các quan chức của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Việc kỷ luật Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rất rõ. Tại sao ông Dũng lại dính líu trách nhiệm đến cả vụ án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan lẫn vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà vẫn tiếp tục được cơ cấu vào Bộ Chính trị khóa 13? Đây là một câu hỏi được dư luận đặt ra. Nó có lẽ là mục đích thật sự của ông Tô Lâm và Bộ Công an. Một lần nữa, Tô Lâm muốn chứng minh cho công luận thấy rằng trách nhiệm của Tổng Trọng trong công tác nhân sự cũng như trong việc lựa chọn cán bộ cấp chiến lược qua các kỳ đại hội đảng lần thứ 12 và 13 gần đây có lẽ là thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, ông Trọng là một nhân vật có tình nghĩa với ban lãnh đạo Bắc Kinh. Do đó, ông Tập khó có thể để cho ông Tô Lâm làm mất mặt Tổng Trọng cho được. Công luận thấy rằng khả năng cao có thể dư luận sẽ phải nhận thêm một lần nữa thất vọng đối với bức án kỷ luật mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương sẽ áp dụng đối với ông Đinh Tiến Dũng. Có thể nó sẽ lại giống như quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Hải vào ngày 16 tháng 5 là chỉ cách tất cả các chức vụ trong đảng đã từng đảm nhiệm và ông Hải đã thoát truy tố. Cho dù ông Hải cũng có trách nhiệm liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát và vụ công ty IC nhưng chưa được Bộ Công an xác định rõ. Tương tự, ông Đinh Tiến Dũng trong lần bị kỷ luật đầu tiên vào tháng 9 năm 2021, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chỉ yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc và rút kinh nghiệm cho các sai phạm đối với trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021. Từ đó có thể suy ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có khả năng cao cũng chỉ chịu bức án kỷ luật giơ cao đánh khẽ, hoặc cùng lắm là khiển trách hoặc cảnh cáo theo thông lệ áp dụng cho các ủy viên Bộ Chính trị đường chức. Khó có khả năng ông Dũng sẽ bị ép viết đơn thôi chức để mà nghỉ hưu như hàng loạt các ủy viên Bộ Chính trị đã bị xử lý trước đó, bao gồm có ông bà Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Trần Tuấn Anh, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dù quê ở Ninh Bình nhưng sau đại hội 12 dường như đã trở cờ bỏ phe Hà Nam Ninh của ông Trần Đại Quang để quay ra đầu quân cho phe Nghệ An, rồi sau đó được ông trùm Nguyễn Sinh Hùng và Vương Đình Huệ nâng đỡ nên đã thăng tiến rất nhanh. Trong khi mục tiêu tối cao của Chủ tịch Tô Lâm và phe cánh là quyết tâm xóa sổ phe Nghệ Tĩnh, bao gồm Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là bể đỡ quyền lực của Tổng Trọng, đồng thời là phe từng làm mưa làm gió trên chính trường Việt Nam trong suốt hơn 10 năm qua. Hơn nữa, phe Nghệ Tĩnh vẫn đang nuôi hy vọng sẽ đưa người của họ được giữ chức vụ Bí thư Thành ủy ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn để tăng số ủy viên Bộ Chính trị trong đại hội đảng sắp tới. Đó là lý do cũng chưa thể khẳng định được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng
có thoát tội được hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tương lai Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng sẽ ra sao, liệu ông có được Tô Đại ưu ái hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.